phòng trọ gắn camera quay lén. Phát hiện phòng tắm có camera quay lén. Sốc khi phát hiện phòng thay đồ có gắn camera. Nên có cách ứng xử ra sao? Pháp luật bảo vệ người bị xâm hại như thế nào? Và làm gì để chủ động phòng ngừa? Với sự tham gia của luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và Á Hậu, người dẫn chương trình Thư Đình. Tất cả nội dung trên sẽ được đề cập trong chương trình Chính sách và đời sống kỳ này. Thưa quý vị, với những cái thiết bị quay ngày càng nhỏ gọn, khi bị sử dụng vào những cái mục đích sai trái, chúng có thể được ngụy trang rất là tinh vi, khó phát hiện. Và khi chúng ta đến sinh hoạt những nơi công cộng, cái nguy cơ bị quay lén ngày càng gia tăng. Do vậy, để chủ động phòng tránh, ngoài việc chúng ta chủ động trang bị kỹ năng, kiến thức, thì một điều khác nữa chúng ta cũng cần chủ động nên làm, đó là chuẩn bị cho mình cái cách ứng xử sao cho phù hợp trước vấn đề qua việc tìm hiểu pháp luật. Pháp luật bảo vệ chúng ta như thế nào trong trường hợp này, để từ đó chúng ta giải quyết vấn đề thỏa đáng và đúng pháp luật. Thưa Đình em là một người có những cái hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí này, thì trước những cái thông tin như vậy, em có cái tâm trạng băn khoăn gì không Thư Đình ha? Thư Đình cũng cảm thấy vô cùng băn khoăn và lo lắng cũng như bất an, bởi vì đây là một cái sự việc có thể xảy ra với bất cứ mọi người và biết đâu mình cũng là một nạn nhân. Dạ, có thể là trong tương lai hoặc có thể là nó đã xảy ra mà mình không biết thì sẽ như thế nào. Bởi vì giống như anh Kim Tốn nói là các thiết bị ngày nay thì nó rất là nhỏ gọn và được ngụy trang tinh vi như vậy, thì làm sao mà mình có thể biết được? Có rất là nhiều người cũng biết được là mình đã bị quay lén nhưng mà họ không biết phải xử lý như thế nào anh. Nghĩa là mình có thể báo cáo đến cơ quan nào thì để mình được bảo vệ? Đầu tiên là chúng ta phải trình báo đến cơ quan công an, viện kiểm sát nơi mình cư trú về có cái hành vi như vậy. Đồng thời trong trường hợp này chúng ta có thể, nếu người ta sử dụng cái phương tiện là mạng xã hội hoặc là không gian mạng để đưa tin hoặc là đưa những cái hình ảnh lên họ, thì chúng ta có thể thông báo với Sở Thông tin Truyền thông yêu cầu gỡ bỏ những cái hành vi này và xử phạt những cái đối tượng này. Ngoài ra, trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là cái hành vi này đã xâm phạm, thì chúng ta cũng có thể quyền yêu cầu tòa án buộc cái người mà đăng tải những cái hình ảnh đó là gỡ bỏ những hình ảnh đó, đồng thời là xin lỗi công khai cho mình, đồng thời là trường hợp có thể là mình phải yêu cầu tòa án buộc người đó phải bồi thường thiệt hại cho mình. Về xử phạt hành chính, theo pháp luật hiện hành, hành vi quay lén có thể bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Xử phạt 12,5 triệu đồng hành vi thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác. Và mức xử phạt cao nhất lên đến 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, lưu trữ hình ảnh nội dung dâm ô, đồi trụy. Đối với các hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015 được luật sư cho biết cụ thể như sau. Trong trường hợp mà người vi phạm này mà dùng phương tiện điện tử, chẳng hạn như quay lén xong rồi cho cắt ghép xong rồi đăng lên mạng xã hội để xúc phạm danh dự nhân phẩm, thì mức hình phạt có thể lên đến 2 năm tù giam. Trong trường hợp mà làm cho cái người bị hại rơi vào cái tình trạng là bị tâm thần hoặc là có tự sát, thì có thể mức hình phạt lên đến 5 năm tù giam. Qua những cái thông tin luật sư vừa cung cấp á, Thư Đình em có cảm thấy thỏa mãn không? Em thấy là thật ra pháp luật bây giờ cũng có những cái quy định rất là chặt chẽ, nhưng mà em nghĩ nha, là giống như hồi nãy luật sư Hồng Lĩnh có nói là có những người là thậm chí người ta nghĩ tới việc là từ bỏ mạng sống của mình. Đúng rồi. Như vậy thì nếu mà tăng cái mức phạt này một cách là nghiêm khắc hơn nữa thì có khả thi không ạ? Ý em nói là cái khung hình phạt đó nó chưa tương xứng lắm so với một số hậu quả có thể gây ra mà đã được luật sư Hồng Lĩnh đề cập. Vì vậy luật sư, xin mời luật sư trả lời. Vấn đề đặt ra rằng là luật sư Hồng Lĩnh cũng giống như anh Kim Tốn hay là bản Thư Đình ở đây cũng thấy rằng là ở cái mức hình phạt bây giờ là chưa cao, chưa tương xứng, dẫn đến rằng là chưa đủ sức để răn đe đối với những hành vi này. Và bản thân Lĩnh cũng như là những người khác, chắc chắn là những người khác cũng vậy, và bản Thư Đình cũng vậy, là mong muốn rằng là sẽ không thể tồn tại những cái hành vi quay lén này trên thực tế nữa. Vậy biện pháp là gì? Thì theo luật sư thì đầu tiên chúng ta cũng phải cần phải là tuyên truyền đến
người dân để cái ý thức pháp luật chính bản thân mình, là mình phải tự bảo vệ bản thân mình. Thứ hai là về mặt pháp luật, mức hình phạt chỉ là vài triệu đồng đến mấy chục triệu đồng thôi. Hay đối với hành chính thì nó rất là thấp. Phải không ạ? Nó thấp thì chưa đủ ạ. Thì vấn đề là đầu tiên thì chúng cần phải là có thể là sửa đổi, bổ sung pháp luật để nâng mức hình phạt, để tạo cái ý thức và đồng thời rằng là tạo cái tính răn đe cho người dân. Có những người họ không chịu nổi nữa và đi đến cái quyết định là kết thúc luôn cuộc sống của mình, thì đây là những cái hậu quả vô cùng to lớn từ một cái việc quay lén tưởng như chỉ là một trò đùa để giải trí thôi. Cho nên là em nghĩ là thông qua chương trình hôm nay cũng rất là mong là anh em mình có thể góp một cái tiếng nói để cho mọi người có thể hình dung được là cái hậu quả của cái việc làm nhỏ này nó lớn đến mức độ như thế nào. Nhưng mà em cũng muốn hỏi anh Khiêm Tốn đó là khi mà anh rất sẵn sàng trả lời. Anh có thể đưa ra lời khuyên đó là nếu mà mình bị quay lén á anh, thì mình nên cư xử như thế nào, mình nên làm như thế nào để mà có thể phòng tránh được cái việc là mình dẫn tới những cái hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là mình hoặc người thân rơi vào hoàn cảnh đó thì đầu tiên á, theo anh Khiêm Tốn, đó là chúng ta cần phải giữ cho mình trước hết sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh, điều tiên quyết là phải bình tĩnh, không được hoảng loạn. Và phải luôn ghi nhớ trong đầu, không bao giờ giữ sự im lặng hoặc thỏa hiệp. Chính xác. Bình tĩnh để làm gì? Bình tĩnh để chúng ta xác định được những bước tiếp theo chúng ta nên ứng xử như thế nào, tức thời và trong thời gian tới. Thì chúng ta nên có cách hành xử ra sao? Giữ nguyên hiện trường, báo công an địa phương đến để ghi nhận hiện trường hay sao? Hay là báo người thân đến cùng chúng ta hỗ trợ bảo vệ hiện trường rồi giúp chúng ta giải quyết các vấn đề? Chứ một mình chúng ta thì lúc đó chắc chắn sẽ bối rối. Rồi bước tiếp theo, chúng ta nên tham vấn ai? Trình tự thủ tục ra sao? Và khi chúng ta có nhiều người thân, những người có chuyên môn bên cạnh, tâm lý chúng ta sẽ tốt hơn, quyết định chúng ta sẽ sáng suốt hơn. Và nó giúp chúng ta bảo vệ được cái quyền lợi chúng ta thỏa đáng, đồng thời đúng pháp luật. Anh Tốn nghĩ như vậy. Không biết suy nghĩ của mình như vậy có hợp lý thưa không, thưa anh Hồng Lĩnh? Chúng ta cái việc ứng xử ở ngay thời điểm chúng ta phát hiện là cực kỳ quan trọng. Quan trọng. Vậy thì sao? Luật sư rất đồng tình với cái ý kiến quan điểm của anh Khiêm Tốn là như thế này. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải hết sức bình tĩnh, ghi nhận lại cái hiện trạng đó bằng các cái phương tiện điện tử của chúng ta có, như máy quay lên, quay camera của chúng ta, camera, để chúng ta giữ lại cái hiện trạng rằng là đang ở trong cái khu vực này đang có một cái thiết bị như thế, và chúng ta nghi nó là quay lén, và chúng ta cũng không nên rằng là gỡ bỏ các cái thiết bị đó ra. Chính xác. Mà chúng ta nên trình báo với cơ quan công an ở nơi gần nhất, ở đó, ở khu vực đấy luôn, chứ không phải nơi cư trú mà nơi có cái vị trí đấy, ở địa điểm đó, để chúng ta nhờ họ đến để xem xét. Một ngày đẹp trời nào đó chúng ta phát hiện cái hình ảnh của chúng ta không biết là quay lén từ bao giờ, nhưng mà đã được đăng tải trên mạng xã hội, và chúng ta cũng phải rằng là lưu các cái bằng chứng này lại trên không gian mạng. Vậy lưu giữ bằng cách nào? Thì ở đây nó có, luật sư có thể hướng dẫn có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta dùng các cái thiết bị ghi hình của chúng ta ghi lại cái toàn bộ cái trang web hay là cái trang mạng xã hội mà đang đăng tải cái hình ảnh này. Đồng thời, và một cái cách hiểu thứ hai mà có thể tốt hơn là chúng ta có thể liên hệ với một cái đơn vị là gọi là văn phòng thử phát lại. Họ sẽ thay mặt mình ghi nhận cái chứng cứ là hình ảnh đó thực tế, và cái chứng cứ này có thể cung cấp cho cơ quan công an, cung cấp cho tòa án mà không cần phải chứng minh. Nếu không may người thân hoặc bạn thân rơi vào hoàn cảnh trên, em có nghĩ rằng em sẵn sàng nói lên tiếng nói, không giữ im lặng không? Thưa Định. Dạ có chứ anh. Nhiều khi mình nói thì lại có những người tò mò mà tìm đến những hình ảnh đó thì sao? Đúng rồi. Dạ, hay là nếu như mà hình ảnh chưa lộ ra gì hết mà tự nhiên mình nói thì tự nhiên người ta biết thì mình cũng sẽ phần nào đó bị ngại chứ. Chính xác. Dạ, nhưng mà bên cạnh những cái việc đó thì nó sẽ có những cái lợi ích của nó. Mình sẽ tìm được cái sự giúp đỡ từ những người xung quanh, những sự động viên, những sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, thì mình sẽ đòi lại được cái sự công bằng của mình, và cũng như là ngăn chặn những hành vi này tiến xa hơn trong tương lai. Ví dụ như họ đã quay lén rồi, họ sử dụng hình ảnh,
họ lại quay ngược lại họ tống tiền mình. Tống tiền. À, yeah. Thì bây giờ Linh cũng rất đồng ý với quan điểm của anh Khiêm Tốn là chúng ta không được thỏa hiệp với những đối tượng này. Yeah. Bằng việc là chúng ta đưa những lợi ích vật chất, đưa tiền cho họ. Yeah. Bởi vì sao? Chúng ta đưa được lần này thì lần tiếp theo họ có thể tấn công mình được. Chính xác. Yeah. Đúng không ạ? Yeah. Vì thay mà chúng tôi khuyến nghị người dân không được thỏa hiệp với những đối tượng này. Yeah. Và chúng ta khi tiếp nhận được thì chúng ta có thể tham khảo những người hiểu biết pháp luật hoặc là trình báo ngay với cơ quan công an. Qua các vụ việc, dư luận cho rằng các mức xử phạt hiện nay chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi quay lén. Hành vi này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây hậu quả khôn lường, làm xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của người bị hại. Dư luận mong muốn sớm có biện pháp mạnh tay hơn, có sức răn đe cao hơn. Hành chính không thì, nếu mà nói thẳng thì nó không đủ. Theo em thì nó không có xứng đáng cho lắm. Em nghĩ là phải xử phạt theo quy định hình sự. Em nghĩ khoảng tạm giam hoặc là đi tù khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Trước những vụ việc thì chúng ta thường thấy dư luận phản ứng dữ dội trước những vụ việc. Cảm xúc, giải quyết vấn đề theo cảm xúc. Thì như luật sư đã đề cập, nó phải đảm bảo cái tính khả thi, áp dụng cho mọi đối tượng vùng miền. Đó là cái nguyên tắc gọi là tuân thủ luật khách quan. Nó phải đảm bảo khách quan. Yeah. À, đó là tôn trọng, đó là điều kiện kinh tế, đặc điểm dân cư, rồi văn hóa, truyền thống khi làm luật. Như vậy, pháp luật khi chúng ta hiểu ban hành cái những cái hình thức xử phạt về hành chính, về hình sự cũng đều cân nhắc kỹ mọi yếu tố. Yeah. Phải không thưa luật sư? Vâng, chính xác. Ở đây là pháp luật thì nó phải là xử lý các cái mối quan hệ xã hội. Trong quá trình xây dựng pháp luật thì cũng đã có sự nghiên cứu kỹ. Yeah. Và đưa ra một cái mức độ tương đối. Yeah. À, vấn đề chúng ta cho rằng là đồng ý với ý kiến của anh Khiêm Tốn rằng là so với cái ông này, ông nhà giàu, ông có điều kiện kinh tế thì mức phạt đó là không do không gì với ông người đúng ta rồi. Nhưng mà yeah. với người khác thì đó là một cái gánh nặng. Vâng. Ở đây pháp luật điều chỉnh chung thôi. Điều chỉnh chung. Điều chỉnh chung. Thứ nhất là chúng ta cứ chăm chăm vào quy định là xử phạt tiền người này nhẹ hay nặng. Vâng. Đúng không ạ? Yeah. Nhưng mà chúng ta quên mất rằng là pháp luật cũng có tính rằng là vừa mang tính răn đe để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người này. Yeah. Nhưng đồng thời cũng mang tính giáo dục. Đúng không ạ? Yeah. À, yeah. Mang tính nhân văn của pháp luật chứ. Yeah. À, mình cũng phải cho con người ta con đường lùi chứ. Chính phải không ạ? Yeah. Luật sư lấy ví dụ. Phải không ạ? Một người quay lén. Yeah. Yeah. Họ chỉ sử dụng quay lén thôi. À, mới quay là mới hành vi quay lén thôi. Vâng. Thì chúng ta không thể xử lý hành vi hình sự của người ta được. Mà nếu giả sử là người ta quay lén xong, người ta sử dụng cái hành vi, cái hình ảnh quay lén đó để làm những cái mục đích khác nhau. Yeah. Chứ là mục đích tống tiền thì sẽ bị đưa về rồi theo tôi, cưỡng đoạt tài sản. Yeah. Mục đích là mua bán các cái hình ảnh nhạy cảm này, các cái trang web đen. Yeah. À, thì có thể sử dụng tôi về là truyền bá văn hóa một đối trí. Đúng à, rồi. Hay là sử dụng những hình ảnh quay lén này để đăng tải, để nói xấu, để xúc phạm danh dự nhân phẩm thì sẽ bị đưa tội khác. Yeah. Yeah. Nghĩa là tùy vào hành vi và tùy vào cái hậu quả của hành vi đó. Yeah. Thì mới tính được cái việc rằng là ở mức độ nào và xử lý hành vi gì. Em có hài lòng với câu trả lời của anh Hồng Lĩnh không? Hay là vẫn cảm thấy nó bức xúc cái gì đó, có gì nó áy náy trong lòng? Dạ, khi nào mà em áy náy thì em sẽ hỏi anh Khiêm Tốn. Khi nào mà em có điều gì áy náy trong lòng á là em sẽ gọi anh Hồng Lĩnh và anh Khiêm Tốn. Dạ. Em nghĩ là cái ý thức của mỗi người đó chính là cái cốt lõi. Nếu cái ý thức của mình tốt thì mình sẽ làm những điều tốt và mình hạn chế được những điều xấu. Vì vậy cho nên là em nghĩ quan trọng hơn cả răn đe đó chính là giáo dục. Chính xác. Dạ, cái sự giáo dục mỗi con người nó sẽ tạo nên một cái tầm hiểu biết, cái nhận thức, cái thế giới quan của họ. Chính xác. Để mà hướng họ đến những cái con đường đi đúng. Em nói rất hay. Dạ, nhưng mà mình cũng cần phải phòng tránh và bảo vệ bản thân. Chính xác. Như vậy thì làm sao để mình phòng tránh được cái việc bị quay lén và nhận ra những cái thiết bị quay lén tinh vi hiện nay thưa hai anh? Đó là câu hỏi dạ. anh muốn hỏi luật sư Hồng Lĩnh và em đó nha. Dạ. Đó là câu hỏi hay á. Bây giờ trở lại thực tế, vấn đề nó đã xảy ra, vẫn yeah. đang xảy ra trong đời sống. Việc giáo dục nâng cao dân trí đó là một cái vấn đề lớn. Yeah. Chúng ta phải thực yeah. hiện ở mọi thời đại, mọi lúc rồi. Bây giờ trở lại câu chuyện đó là chúng ta làm thế nào để phòng tránh đây? Chúng ta khi đến những nơi công cộng, chúng yeah. ta đi du lịch, chúng ta vào phòng khách sạn, phải yeah. không ạ? Hay là chúng ta vào những cái toilet công cộng. Những cái nơi công cộng đó là những yeah. nơi dễ bị quay lén nhất. Yeah. À, thì chúng ta cũng cố gắng là tìm cách là
để ý những cái thiết bị ở đây có thể là ở gần ở bóng đèn, ở thiết bị phòng cháy chữa cháy, ổ điện. Hay là ổ điện, hay là ở khung hình, đèn, đấy, tất cả những thứ đó có thể bị quay, bị đặt, phải không ạ? Hay là kể cả cái gương soi cũng có thể bị đặt, đúng không ạ? Vậy có những người mà rất cẩn trọng, đặc biệt là giới nghệ sĩ, thì họ còn có trang bị cho mình những cái thiết bị để dò xét, họ dò xét, nên là trước mắt là chúng ta phải tự bảo vệ mình và cái cách đó. Em cũng đã trang bị cho mình một cái thiết bị để mà mình có thể dò những cái camera ẩn ha anh. Và em cũng đã thử rồi, thì nó sẽ có một cái đèn đỏ hồng ngoại. Thì khi mà mình dò ra thì những cái camera ẩn nó sẽ hiện lên. Thì em nghĩ là cái thiết bị này nó cũng rất là dễ mua, dễ tìm. Và giá thành cũng rất là phải chăng. Thì mỗi người cũng nên có thể là trang bị cho mình một cái thiết bị như thế. Đúng rồi. Và ngoài ra thì em cũng tăng cường cái sự là để ý. Khi mà đi vào những cái nơi như là nhà vệ sinh công cộng, những phòng thay đồ, những nơi mà mình chụp hình, chụp ảnh, hay là khi mà mình đi du lịch ở khách sạn chẳng hạn, thì mình sẽ xem qua những cái vật dụng xung quanh trước. Đúng rồi. Kiểm tra trước một lượt rồi mình mới sử dụng. Có thể mất thời gian hơn nhiều. Chính xác. Nhưng mà nó bảo vệ được bản thân khỏi những cái hậu quả lớn hơn. Đúng rồi. Và bản thân em thì cũng sẽ để ý hơn trong cái việc là ăn mặc. Hay là những cái đồ bảo hộ để mà khi mà mình đi quay, mình đi thay đồ thì nó cũng góp phần nào đó an toàn hơn. Khi chúng ta chủ động tìm hiểu nè, trang bị cho mình những cái biện pháp phòng ngừa mà luật sư Hồng Lễ và bạn Thư Đình đã chia sẻ, thì chắc chắn nó sẽ góp phần mang lại hiệu quả. Bởi vì khi chúng ta hiểu về vấn đề, hiểu những cái hành động, những cái bước đi mà chúng ta cần thực hiện trước khi bước vào một cái nơi công cộng nào đó có nguy cơ bị đặt máy quay lén cao, thì khi đã hiểu và có sự chuẩn bị trước thì cái trực quan của chúng ta nó sẽ nhạy bén hơn, giúp chúng ta phát hiện vấn đề nhanh hơn, chính xác hơn. Đến đây chương trình Chính sách và Đời sống xin được khép lại. Cảm ơn luật sư Hồng Lĩnh, cảm ơn Á Hậu Thư Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.